Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Nhà Hồng. Đố hai đứa mẹ tên gì? Đương nhiên là mẹ tên Dương Hồng. Mẹ tên Hồng nên bữa nay á, mẹ dẫn hai đứa đi á, mua bánh á, cũng là Hồng không? Tại vì dùng tên của mẹ. Ok á. Anh đồ bánh bèo. Rồi. Hôm nay chúng ta bánh bèo một bữa. Yeah. Nè, rồi. Đầu tiên là mẹ mua cái gì ta? Đây mẹ có nè. Bây giờ mẹ coi thử. Đấy là coi thử. Một cái bánh mì hình tròn màu hồng được làm từ thăng long. Rồi, bánh ok. Bánh mì thăng long màu hồng. Giống tên mẹ không? Rồi, tính thôi la tiếp. Còn đây là bánh kem màu hồng giống như là tên mẹ luôn. Đây là mẹ hôm nay màu hồng quá trời luôn. Đây là bánh cá kiểu Nhật màu hồng. Wow. Hồng mỏng mơ. Hồng mỏng mơ. Hồng mỏng mơ. Còn đây là bánh donut. Đây là bánh donut màu hồng. Bánh tháo cái này mày tháo không được. Đâu. Bánh donut màu hồng. Bánh gì cũng màu hồng được. Ngon không? Ăn bột sao? Nhưng mà ăn vô rồi thấy cái hộp sinh long nó sao? Nó bập bập hả? Đúng rồi. Giống hộp mè không? Ôi mày coi thử hộp mè không? Giống hộp mè dài á. Đúng rồi, giống hộp mè. Nhưng mà mẹ nói hai con hôm nay thấy mẹ mua màu hồng không á, ý nghĩ sao? Giống bánh bèo không? Giống, đầu lòng hết rồi, nhưng mà tại ăn cũng được, nó kệ ăn đi ăn không biết. Chưa. Thì con cái này hơi lạ chút xíu. Kiểu như nó không có ngọt mấy. Đúng rồi, bánh mì không rồi ba. Ok, nó ăn đi. Ăn đi, cho ăn mọi thứ, mọi cái cho nó biết. Nè, mẹ ăn thử này nè. Đây là bánh cá. Bánh cá này, mời mẹ là mẹ ăn cái đuôi. Mời mẹ ăn. Ăn thử cảm nhận sao. Cái bánh này thì nó lạc, coi thử cái bánh này ngọt không. Bánh không thấy nữa nè. Bánh này nó cũng lạc luôn mà nó dai dai, nó dẻo dẻo sao á. Kiểu nó kèo dẻo á. Ừ. À. Quá dở. Ừ. Là con. Quá dở luôn. Cú lừa, cú lừa. Cú lừa. Bây giờ mày thử. Bánh này bánh gì? Vòng tròn. Bánh đồ nó. Vậy cứ bánh vòng tròn không mà chết rồi, bánh này bánh mì nữa luôn rồi. Từ. À. Bánh này ăn được. Ok. Nghe đây có sô cô la không? Bánh này ăn được. Ngon. Ngon. Tiếp bánh con cua. Phải bánh con cua không? Cua bị cua hàng đế chứ. Cua hàng đế nè. Giờ mình bẻ thử nè. Bánh này nó không có bị ngọt lắm. Ngọt cắt nó chỉ là hơi ngọt thôi, vừa ăn. Vừa hơi ăn chỉ chạm được thôi chứ bánh, mấy bánh này cũng không được. Bánh này thì vừa miệng. Thì vô trong đấy thêm muối. Không, có muối. Hai đứa im lặng. Cái bánh này giống như là bánh bánh gì cũng không biết nói nữa. Bánh gì mà Tết á, bà nào nội hay quy. Lấy ăn. À, bánh quy. Hai ăn thử. Giống bánh quy nhưng mà cũng được hơn hai bánh này. Đúng không? Mà cứng rồi. Được. Đúng không? Đúng rồi. Nè, bánh kem mày thử. Còn bánh này là bánh kem sinh nhật nè, đúng không? Bánh này nó khô mà nó dở quá, không ăn đâu. Dở thì nó. Sao mẹ? Bánh mì sinh long không ngon. Bánh cá. Như bánh con cá không ngon. Còn lại là ngon hết. Còn ngon, nhưng mà coi thử món ai chưa thử sao biết ngon hay dở. Cắn luôn phần nhân luôn mà. Ờ, biết chung. Nhiều quá. Chào. Cho con tiếp thử nha. Cái này ngon nhất nè. Ngon à. Đúng rồi. Ơ, kem không à? Bèo lắm. Quá ngon.
Ngon không Tính? Giống gu của Tính rồi á. Theo Tính nhận xét món nào là ngon nhất? Tính nói. Nói tên thì Tính nói món nào? Bánh Tính này. Bánh kem hả? Ồ, sao không ngon? Nó xốp xốp vậy thôi chứ nó ngọt. Tiếu ngọt. Ừ, kem. Ngon. Nhưng mà nhưng mà nói tóm nha, hay nhìn nó xốp vậy thôi chứ ăn nó cực kỳ mềm, y như là ăn bánh răng vậy. Ngon. Ngọt. Rồi sao? Theo Tính ơi, trong trong năm món này món nào ngon? Món nào ngon? Món này ngon hơn. Cho bao nhiêu điểm? Tính cho nó bao nhiêu điểm? Trên 2 điểm. 9.5. Giảm đi độ. Theo Tính đó là 9.5 điểm thôi. Còn mẹ nào ngon? Mẹ cũng thấy cái này ngon nhất. Sao không ngon? Vì nó có kem chứ, nó mềm mềm, nó ngọt ngọt béo béo, rất là ngon. Còn theo con là bánh bánh này là bánh mì Thăng Long. Ngon nó hả? Có bị ngọt nhưng mà tại cái hộp Thăng Long nó sực sực sực. Ờ đúng rồi, mẹ cũng thấy nó giống như cắn ký vậy. Đây là cho nó là 8 điểm. Còn như là 6, 6, còn mẹ, 6. Mẹ cho cái này nhiêu điểm? Cho cái này 9 điểm. Nhưng mà cái gì biết không, bây giờ mình bỏ tiền ra mua rồi, bây giờ cái gì mình cũng ăn, chẳng qua mình góp ý gì thôi. Ở mai mốt á, cái nào ngon mua nữa, còn cái nào không ngon á thì đừng mua nữa, ok không? Ok luôn. Thì ăn, giờ cái nào mình cũng ăn hết á. Mày bóc con cua xong. Rồi anh hai bóc con cua. Tính chi ra, tính mẹ thấy nó đang quay mà đi bóc một cái. Bẻ. Bẻ á. Bẻ quá, đừng có làm vậy. Hát cái chân, cái chân. Chân nó chảy đầu xanh ra hoài. Con cá sao nhìn vô nó rất là hấp dẫn. Ừ. Hút lòng người. Hút lòng. Nhưng cái nhấn mạnh là nhưng đó. Một cú lừa. Nhưng là một cú lừa. Và đây là cú lừa lần thứ N. Vậy là mình xin lỗi hai đứa, lần sau mình đừng dám mua nữa cho ăn. Thì thôi láng ăn đi, màu hồng là tên của mẹ đó. Ăn lát thôi. Nếu bữa nào mà không ăn á, lữ á, phụ lòng mẹ. Anh hay là một người ăn cả nên anh sử dụng cái tính phần kem. Hãy ăn đi để có sức khỏe nè, cho miếng kem. Đó, ăn nhiều lên. Ăn nào cắn thử miếng thôi. Cắn thử mẹ, ăn cho mẹ vui, cắn thử cái. Cắn đi. Nào ra nè. Thôi. Dạ, ăn thử để trước mặt mẹ. Thôi. Ăn thử cho ngọt. Không thì nè. Ngọt chắc ngọt ngấy luôn rồi đó. Rồi hai ăn ăn đi. Hai ăn phần dưới nè, phần trên ăn chi. Tính thịt đó. Không có ăn được. Thôi được rồi. Ngọt gắt luôn á. Giờ tính không ăn nổi luôn á. Ăn ngay lén ăn đi. Mẹ thương. Ăn cái bánh không nè. Mẹ em đúng mẹ biết nè mẹ. Cảm ơn lòng tốt, được rồi. Ba mẹ con mình đi thành phố sẽ già, bây giờ ba mẹ con mình ngưng tạm biệt. Bánh đang ngọt quá, tạm biệt. Bye bye. Bye bye. Đi về. Xin chào các bạn. Nếu các bạn nào yêu thích câu chuyện nhà Hồng thì bấm like và chia sẻ giùm cho nhà Hồng nha.